rồi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời xem video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để thông báo để nhận những video hấp dẫn nhất trên kênh Nhật Báo Hàng Tuần giờ trong những mỗi ngày. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 25 tháng 11 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Quý vị thân mến, Thầy Park và U22 Việt Nam nhận tin cực vui tại SEA Games 30. Nhằm khắc phục những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của các cầu thủ U22 Việt Nam trong suốt quá trình dự SEA Games 30 tại Philippines, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tạo điều kiện nhất có thể để đội tuyển tập trung tốt nhất cho công tác chuyên môn. Không chỉ riêng kỳ đại hội thể thao lần thứ 30 này, ở những lần tổ chức trước đây, ban tổ chức những nước chủ nhà thường xuyên phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong khâu chuẩn bị, nhất là khâu đón tiếp ở giai đoạn đầu tiên của đại hội. Điều này cũng khá dễ hiểu vì số lượng đông đảo đoàn thể thao các nước, vận động viên của các quốc gia thành viên khu vực ASEAN, ban tổ chức phải chịu rất nhiều áp lực trong khâu lễ tân, tiếp đón các đoàn tới làm thủ tục tham dự sự kiện, từ đó dẫn tới những bất cập về phương tiện di chuyển, địa điểm khách sạn, chưa kể yếu tố khách quan là tình trạng tắc đường xảy ra triền miên tại thủ đô Manila. Trong những ngày qua, riêng trong môn bóng đá nam, hầu hết các đội tuyển U22 các nước đều gặp những vấn đề trục trặc khi đến với Philippines. Tuyển U22 Thái Lan phải hủy buổi tập đầu tiên do nhỡ chuyến xe buýt vì tắc đường, trong khi U22 Indonesia và U22 Đông Timor phải chờ đợi mòn mỏi 3 giờ đồng hồ xe buýt của ban tổ chức. Không khá hơn, các thành viên của U22 Myanmar cũng phải ngồi không ở sân bay nhiều tiếng đồng hồ để chờ chuyến xe đón và chỉ được phục vụ bởi một chiếc xe nhỏ thiếu tiện nghi. Còn U22 Campuchia thậm chí phải dùng ghế và thảm để nghỉ ngơi ngay tại sảnh do gặp vấn đề về phòng ở tại khách sạn. Trái ngược với các đội bạn, tuyển U22 Việt Nam được hưởng nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Với kinh nghiệm tổ chức sau khi trải qua nhiều giải đấu quốc tế lớn nhỏ, VFF đã dự báo được trước những khó khăn và nhanh chóng lập ra phương án đối phó. Bởi công tác tổ chức tại đấu trường SEA Games vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với các giải đấu bóng đá của AFC hay FIFA. Theo đó, một tháng trước thời điểm toàn đội đặt chân tới Manila, VFF đã chủ động liên hệ và tìm hiểu những điều kiện ăn ở, sinh hoạt, giao thông, cũng như cử đội ngũ cán bộ tiền trạm đến tận nơi để kiểm tra các điều kiện thực tế tại đây. Đoàn đã tới các sân thi đấu, sân tập, xác định chi tiết quãng đường từ khách sạn, nơi đội tuyển đóng quân, tới các địa điểm tập luyện và thi đấu. Tất cả đều với mong muốn xây dựng được một kế hoạch cụ thể và hợp lý nhất về lịch trình hoạt động cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Với số lượng thành viên đông đảo lên tới 40 người, việc phân chia phòng cũng là công việc đòi hỏi không ít thời gian và sự tính toán. Theo quy định từ phía ban tổ chức, các đội tuyển tham dự không được tự ý lựa chọn khách sạn mà phải tuân thủ theo sự sắp xếp ban đầu. Biết được điều này, trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn đã sang Manila sớm 2 ngày để hoàn tất trước các thủ tục check-in, giúp các thành viên của U22 Việt Nam khi tới nơi gần như ngay lập tức có thể nhanh chóng nhận phòng, tạo điều kiện nghỉ ngơi, tránh lãng phí thời gian và sức lực. Đội hậu cần VFF cũng đã yêu cầu khách sạn bố trí một khu vực riêng để phục vụ đội tuyển trong phòng ăn, đảm bảo chỉ có thành viên của U22 Việt Nam mới được ra vào khu này, giúp thầy trò huấn luyện viên Park giữ được sự riêng tư và thoải mái nhất trong điều kiện có thể. Theo thông báo của ban tổ chức, các trận đấu của bảng B sẽ diễn ra trên hai sân vận động Regional Memorial và Binan Football. Sân Regional Memorial chỉ cách khách sạn nơi đội tuyển đóng quân khoảng 2 km. Tuy nhiên, sân Binan Football lại cách rất xa khách sạn khi toàn đội phải mất ít nhất 90 phút di chuyển. Đó là chưa kể đến mức độ tắc đường tại Manila. Nắm bắt tình hình, lãnh đạo VFF nhanh chóng chỉ đạo thuê thêm một khách sạn nữa ngay gần sân Binan Football để bố trí ăn nghỉ cho thầy trò huấn luyện viên Park. Địa điểm này chỉ cách sân khoảng 20 đến 25 phút di chuyển bằng xe buýt nên sẽ giúp toàn đội có được thể trạng, tâm lý tốt nhất trước giờ thi đấu. Các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U22 Brunei vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam, chiều ngày 25 tháng 11. Theo kế hoạch, sau trận mở màn này, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ về lại khách sạn ban đầu để thuận tiện cho hoạt động tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp U22 Lào. U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 30, 3 điểm và bảo toàn lực lượng. Trước đối thủ yếu nhất bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 30 là Brunei, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố ông chỉ dùng đội hình có nhiều cầu thủ dự bị. Đây không chỉ là quyết định cho thấy sự tự tin của ông Park mà còn là phép tính hợp lý cho chặng đường dài ở sân chơi số 1 khu vực. Tìm đường dài cho SEA Games. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ trước trận gặp Brunei, xếp hạng các đội bảng phụ thuộc vào chênh lệch bàn thắng thua,
nhưng tôi đang dự tính là các cầu thủ chủ chốt có thể dự bị trận gặp U22 Brunei. Họ đã thi đấu liên tục từ V-League đến đội tuyển quốc gia. Thể trạng, tinh thần họ chưa phục hồi hoàn toàn. Còn rất nhiều trận nữa, song dự tính là chúng tôi sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, có thể tùy tình huống trên sân, ban huấn luyện sẽ linh hoạt thay đổi. Ở bảng đấu tại SEA Games, các đội sẽ phân định thứ hạng dựa vào hiệu số bàn thắng bại. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo không vì điều này mà mạo hiểm với trụ cột. Ông nhấn mạnh, nếu chỉ vì yếu tố này mà đưa trụ cột vào thì dễ khiến cầu thủ chấn thương. Chúng tôi phải tính phương án tối ưu, phải giữ gìn cho các cầu thủ, làm thế nào để họ duy trì phong độ tốt nhất. Tôi biết rằng việc đầu tiên là phải đi tiếp ở bảng đấu của mình. Bảng đấu được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng và cuối cùng là kết quả đối đầu. Tôi lo ngại rằng chúng ta nếu chỉ tính đến các yếu tố này mà bỏ qua việc cho các cầu thủ chủ chốt được nghỉ ngơi thì sẽ phát sinh những chấn thương và các vấn đề khác nữa. Đây cũng là hai mặt của một vấn đề. Chúng ta cần phải xem xét kỹ càng từng trường hợp cụ thể để đưa ra phương án phù hợp. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông buộc phải có sự xoay tua cầu thủ bởi SEA Games diễn ra với mật độ dày 2 ngày một trận. Chúng ta phải đá 5 trận trong vòng 10 ngày nên chúng ta cần phải xoay tua cầu thủ thật tốt, ghi nhiều bàn thắng rất quan trọng. Nhưng rõ ràng, đảm bảo thể lực và không có thêm ca chấn thương nào sẽ là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện. Các cầu thủ cần phải duy trì được phong độ tốt nhất. Như vậy sẽ không bất ngờ khi nhiều gương mặt mới như Thanh Thịnh, Tấn Tài, Việt Hưng, Thanh Sơn được ra sân trong trận gặp Brunei. Những cầu thủ trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn ở phía trước. Đòn tâm lý với Thái Lan. Ở buổi họp báo trước khi môn bóng đá nam SEA Games chính thức khởi tranh, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không hài lòng với khâu tổ chức của ban tổ chức. Bên cạnh đó là những đòn tâm lý chiến với kình địch Thái Lan. Theo kế hoạch của ban tổ chức, ngay sau buổi họp báo trước trận của các đội bảng A sẽ tới bảng B. Tuy nhiên, khi năm huấn luyện viên các đội Việt Nam, Lào, Brunei, Singapore và Indonesia đã có mặt khá lâu, nhưng huấn luyện viên Thái Lan vẫn chưa xuất hiện. Ông Park đã yêu cầu ban tổ chức cho tiến hành luôn vì thời gian không cho phép. Phải một lúc sau, huấn luyện viên Thái Lan Nishino Akira mới có mặt và gửi lời xin lỗi các đồng nghiệp vì đến muộn. Cuối buổi họp báo, một lần nữa ông Park thể hiện sự không hài lòng với khâu tổ chức của ban tổ chức, khi nhiều huấn luyện viên chỉ ngồi không, còn huấn luyện viên Thái Lan lại nhận quá nhiều câu hỏi của giới truyền thông xứ Chùa Vàng. Ông Park nói, thật sự không công bằng nếu mỗi người không nhận được một câu hỏi, ai cũng bận và ban tổ chức phải điều khiển cuộc họp tốt hơn. Căng thẳng với đối thủ Thái Lan, nhưng chính ông Park sau buổi họp báo lại là người ra bắt tay, chủ động làm hòa với huấn luyện viên Nishino Akira. Trước đó, chiến lược gia người Nhật Bản lần thứ hai xin lỗi ông Park vì sự cố xảy ra trên sân Mỹ Đình ngày 19 tháng 11. Một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi tới huấn luyện viên Park Hang-seo sau sự cố xảy ra trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một nhà cầm quân giỏi. Chúng tôi đã quen biết nhau từ trước và là những người bạn tốt nên rất tiếc khi xảy ra chuyện vừa rồi. Tôi rất tôn trọng ông Park và mong người đồng nghiệp của mình thành công. U22 Việt Nam không có lý do gì phải dùng Quang Hải trước Brunei. Chuyên gia Jeff Brising của kênh Fox Sports nhận định tuyển U22 Việt Nam nên để Quang Hải nghỉ ngơi trong trận gặp U22 Brunei. Ông Shin chia sẻ với Zing.vn. Trước Brunei, U22 Việt Nam không có lý do gì để dùng Quang Hải. Tôi nghĩ tiền vệ này nên được để dành cho những trận đấu khó khăn hơn. Chuyên gia người Malaysia nhấn mạnh, Quang Hải là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á. Còn theo nhà báo Scott McIntyre, người đang viết cho The Asian Games, tiền vệ 22 tuổi đang đứng trong hàng ngũ những cầu thủ hay nhất châu Á. Vì vậy, tuyển U22 Việt Nam cần chăm sóc Quang Hải thật kỹ. Sau khi cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam đá trận gặp UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, Quang Hải phải lập tức hội quân cùng tuyển U22 dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Khác những đồng đội, quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hôm 29 tháng 9, số liệu của Zing.vn chỉ ra Quang Hải thi đấu nhiều hơn Cristiano Ronaldo 15 trận ở cấp độ câu lạc bộ và các đội tuyển trong năm 2019. Điều này dẫn tới lo ngại về việc tiền vệ Hà Nội FC có thể quá tải. Do đó, chuyên gia Zing cho rằng ngôi sao hay nhất tại Đông Nam Á lúc này cần được tạo điều kiện nghỉ ngơi. Tuyển U22 Brunei không phải là đối thủ quá đáng gờm. Dù ở cấp độ nào đi nữa, đối thủ của tuyển U22 Việt Nam luôn được cho là đội lót đường. Đến với SEA Games 30, tuyển U22 Brunei không có sự chuẩn bị tốt. Từ sau vòng loại U23 châu Á diễn ra hồi tháng 3, họ không thi đấu bất kỳ trận chính thức nào. Trong lần đụng độ tuyển U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 cách đây 6 tháng,
U22 Brunei cũng thảm bại với tỷ số đậm 0-6. Từ tiếng nói lịch sử đến quá trình chuẩn bị và tương quan lực lượng, tuyển U22 Brunei hoàn toàn thua kém đoàn quân của ông Park Hang-seo. Vì vậy, tuyển U22 Việt Nam không cần đưa ra đội hình mạnh nhất hôm nay. Trong buổi họp báo trước thềm SEA Games 30 hôm 24 tháng 11, huấn luyện viên Park tiết lộ sẽ cắt nhiều trụ cột ở trận gặp U22 Brunei. Đây được cho là nước cờ rất sáng suốt để đảm bảo thể lực cho những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu. Chuyên gia Shin nhắc lại, gặp Brunei, tuyển U22 Việt Nam cần kết hợp giữa những cầu thủ tốt nhất và đội dự bị. Bằng cách này, đội bóng của các bạn sẽ giúp các cầu thủ luôn có được thể lực sung mãn khi tiến sâu tại giải. Vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 11, tuyển U22 Việt Nam khởi đầu cho hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Tại bảng B, thử thách chỉ đến với thầy trò Park Hang-seo vào ngày 1 tháng 12, đó là cuộc đụng độ U22 Indonesia. Đội bóng chỉ thua sát nút Quang Hải và đồng đội với tỷ số 0-1 hồi tháng 3 năm nay.